Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí. Dàn sao hùng hậu đến mừng Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album. Trường Giang, Nhã Phương, Lý Nhã Kỳ, Kim Lý đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album Chuyện Lời Hoa Giang Dở chiều ngày 9 tháng 7. Album Chuyện Lời Hoa Giang Dở là album thứ 9 nằm trong series Dạ Khúc Cho Tình Nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tổng cộng có 13 ca khúc được tuyển chọn đều về hoa, gồm Hoa Trinh Nữ, Hoa Nở Về Đêm, Chuyện Tình Hoa 10 Giờ, Chuyện Hoa Sim. Đàm Vĩnh Hưng cho biết album là sản phẩm tâm huyết của anh cùng sự kết hợp của nhạc sĩ Minh Vi được đầu tư tiền tỷ. Đây sẽ là album giúp đúng phong cách nhạc xưa, chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho nhạc bolero. Ban đầu tôi rất đau đầu, làm sao giữ được tinh thần trong cách hòa âm như cách các danh ca đã hát. Cuối cùng tôi xử lý bằng các mix nhạc dựa theo phong cách cũ, sử dụng những chất liệu âm thanh sát với bản gốc nhưng không gây khó chịu. Anh chia sẻ ngoài album, còn Đàm Vĩnh Hưng còn thực hiện 3 MV. Đầu tiên là MV Chuyện Loài Hoa Giang Dở sẽ phát sóng tối ngày 11 tháng 7. Đông đảo nghệ sĩ đến tham dự buổi họp báo Đàm Vĩnh Hưng. Lý Nhã Kỳ diện váy xanh nổi bật cũng nhận lời mời tham gia đóng MV Chuyện Loài Hoa Giang Dở vì mối quan hệ thân thiết với Mr. Đàm. Ca sĩ Lâm Trường chúc sản phẩm mới của đàn anh thành công vang dội. Hoa hậu Hà Kiều Anh yêu mến giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm qua. Đan Trường ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng ở sự đầu tư chỉnh chu hoành tráng cho từng sản phẩm. Cẩm Ly sánh đôi bên ông xã Minh Vi, nam nhạc sĩ cũng là người gợi ý chủ đề hoa và lựa chọn những ca khúc phù hợp với Đàm Vĩnh Hưng. Hoa hậu Thu Hoài reo hò cổ vũ theo dõi các tiết mục biểu diễn của Mr. Đàm. Ca sĩ Dương Triệu Vũ có mặt từ sớm để chúc mừng Mr. Đàm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi video.